không có giống ngựa nào khác để lại ấn tượng khó quên như A Khang Tích. Cao quý, nhẹ nhàng và uyển chuyển, lấp lánh ánh vàng dưới tia nắng mặt trời, với nước kiệu uyển chuyển và nước đại dũng mãnh. Những lời này được viết bởi nhà lai tạo Alexander Klimuk thực sự đã nói lên tất cả. Vậy giống ngựa đẹp nhất hành tinh A Khang Tích là gì? Hãy cùng Leo tìm hiểu nhé. A Khang Tích là một giống ngựa của Turkmenistan, một quốc gia thuộc Trung Á, nổi tiếng về tốc độ, sức bền, trí thông minh và có màu lông ánh kim rất đặc biệt. Được cho là một trong những giống ngựa lâu đời nhất hiện có, giống ngựa này đã thích nghi với điều kiện khí hậu khắc nghiệt. Hiện có khoảng 6.600 con ngựa A Khang Tích trên thế giới, chủ yếu ở Turkmenistan, nhưng chúng cũng được tìm thấy ở khắp châu Âu và Bắc Mỹ. Giống ngựa này còn được gọi là hạng tuyết bảo mã, và được tôn vinh làm biểu tượng quốc gia Turkmenistan vì nó là giống ngựa cổ xưa và độc đáo nhất, mang tên ốc đảo A Khang và bộ tộc Tích, là địa danh và tên người cư ngụ tại đây. Ngựa A Khang Tích chủ yếu sử dụng trong chiến tranh và là cả gia tài đối với bộ tộc. Họ nhân giống ngựa của mình một cách có chọn lọc và lưu giữ các ghi chép về văn hệ của những con ngựa này. Ngựa được quản lý và huấn luyện theo những cách rất cụ thể, bao gồm việc bọc những con ngựa giống từ đầu đến đuôi bằng 7 lớp nỉ, giúp giữ cho bộ lông của chúng ngắn và sáng bóng. Trước các cuộc chiến đấu, họ sẽ áp dụng chế độ ăn kiêng cho ngựa để chúng quen với một chuyến đi dài qua sa mạc không có nước và hầu như không có thức ăn. Bằng cách này, ngựa A Khang Tích đã tiến hóa để có được vẻ đẹp tuyệt vời và thể trạng cực kỳ bền bỉ. Theo ghi chép, vào năm 1935, một bầy ngựa A Khang Tích đã băng qua sa mạc Karakum với quãng đường dài đến 4.152 km chỉ trong 84 ngày, và có lúc đến 3 ngày chúng không uống một giọt nước nào. Trong số các loại màu sắc khác nhau của giống ngựa A Khang Tích, màu kem, Palomino hoặc kem Bay Âu thường có ánh kim loại, khiến chúng trông giống như có lớp lông được mạ vàng. Hiệu ứng kỳ lạ này là do các protein trong lông ngựa phát ra ánh kim loại khi ánh sáng chiếu vào chúng. Và mặc dù những con ngựa A Khang Tích có bộ lông sẫm không có hiệu ứng tương tự, nhưng chúng vẫn có bộ lông cực kỳ bóng bẩy. Theo truyền thuyết, Hán Vũ Đế Hoàng Đế thứ 7 của nhà Tây Hán từng treo thưởng hậu hĩnh cho ai có thể tìm được một con hãng quyết bảo mã thuần chủng, vốn được cho là hiện diện tại Trung Á nhưng hiếm có ở Trung Quốc. Ngày nay, Viện Khảo Cổ tỉnh Thiểm Tây đã phát hiện được xương cốt của 80 con ngựa nằm trong hai hố tuẫn tán thuộc phạm vi lăng mộ Hán Vũ Đế. Thế mới biết ngựa A Khang Tích xưa và nay được săn lùng vì vẻ đẹp và phẩm chất hiếm có của nó như thế nào. Hãy cùng Leo khám phá những điều thú vị khác ở những video sau nhé.